Xin chào mọi người, cái cảm giác lần đầu nhận được đồng lương do chính mình làm ra, hẳn là ai cũng tự hào và trân trọng đúng không? Vậy số tiền đầu tiên mọi người dùng để làm gì? Em là Mai, hiện tại đang là sinh viên năm 2 ngành ngôn ngữ Anh. Nói thật với mọi người thì đến tận năm 2 em mới đi làm thêm. Từ trước đến giờ em chưa từng đi làm, sống trong sự bao bọc của bố mẹ, hầu như em chẳng lo nghĩ gì về cơm áo gạo tiền. Đến khi lên đại học, học hành xa quê, em mới bắt đầu lâm vào cảnh túng thiếu. Thật ra mở mồm xin bố mẹ thì bố mẹ vẫn cho thôi, nhưng tiền học khá nhiều, lại còn tiền sinh hoạt nữa, nên em cũng ngại xin xỏ. Đến năm 2 em mới có đủ dũng khí để đi làm thêm. Với lại em cần tích tiền mua vài thứ, tại năm nhất em vẫn chưa thuận tiện về phương tiện đi lại mà. Công việc em làm là gia sư tiếng Anh và viết content cho một web học tập, nhìn chung thì nó khá nhàn và tiền lương cũng kha khá. Khác với những bạn trẻ hiện nay, số tiền lương đầu tiên em mang về cho ông bà. Trước đây khi còn học ở quê, em bảo với ông bà của em rằng, nào con đi làm nha, số tiền lương tháng đầu tiên con đưa hết cho ông bà. Ông bà em bật cười bảo, khiếp, đợi con mai đi làm được, chắc ông bà cũng không còn rồi. Em biểu môi, gớm, ông bà làm như khó lắm ấy, lên đại học là con sẽ đi làm thêm rồi. Lúc này ông em mới cười cười, thôi cứ đi làm đi, rồi ông bà đợi, nhưng mà lo ăn đi đã, cổ sắp ngắt được rồi kìa. Giờ em đã đi làm rồi, lương tháng đầu tiên em đưa về biếu ông bà như đã hẹn. Ông bà không nhận, bà còn biểu môi. Thôi mày nghèo lắm, lương còn không bằng lương hưu của ông bà. Em cười cười, nhận tiền về, nhưng số tiền ấy em đem đi mua đồ cho ông bà. Tiền thì không nhận, chứ mua đồ về, em nhất quyết đòi ông bà nhận bằng được. Em ở chung với ông bà từ bé, ông bà chăm cho em còn hơn cả bố mẹ em. Tại bố mẹ em thường đi sớm về hôm, nhà có bốn đứa cháu, em là cháu đầu và là cháu gái duy nhất. Nhưng ông bà lại thương em nhất. Em bây giờ đã 19 tuổi rồi, mỗi lần về quê vẫn đòi ông bà đút cơm như hồi còn bé. Khi em ra vườn nhà ông bà, bà em còn bảo: "Thôi đừng ra đấy, toàn đất bẩn chân bẩn tay lắm, để tí bà ra bà hái rau cho." Hay khi em lên Hà Nội, bà em cũng bắt em mang theo rất nhiều thức ăn. Dù em có tăng cân, nhưng ông bà toàn chê gầy, rồi lại bắt ăn thật nhiều mà ông bà em cứ luôn nghĩ em còn bé, luôn dặn những vấn đề như là Đi ra đường phải đội mũ bảo hiểm và nhìn trước nhìn sau khi qua đường đó. Ra ngoài nếu gặp người lạ mà cho kẹo thì không được lấy nghe chưa. Họ bắt cóc bán sang Trung Quốc đó. Hễ cứ lên Hà Nội học mà vài hôm quên gọi về cho ông bà. Là ông bà trách, bảo là nhớ thương cái mai lắm nên phải thường xuyên gọi về. Vì ông bà thương em vô điều kiện nên hễ có cái gì tốt đẹp là em nghĩ đến ông bà đầu tiên. Không phải không thương bố mẹ nhưng mà em thương ông bà nhất. Dành số tiền lương đầu tiên để mua quà tặng ông bà. Em cảm thấy lòng bình yên hẳn, chỉ mong sau này khi đã thành công rồi, vẫn còn đầy đủ ông bà để em còn cảm nhận được mái ấm gia đình. Thật là bất lực luôn á mọi người, em năm nay là sinh viên năm 2 của một trường đại học ở Hà Nội, ngành ngôn ngữ Anh. Hiện tại em đang làm gia sư môn tiếng Anh cho một đứa nhóc tên là Đức Anh, đang học lớp 9 chuẩn bị thi lớp 10. Em nhận lớp này qua một trung tâm gia sư khá uy tín. Lúc nhận lớp em có gọi điện trước để trao đổi với phụ huynh về lực học và lịch dạy. Sau khi hỏi qua vài câu thì mẹ của thằng nhóc bảo là Đâu quên sạch rồi cháu ạ à. Em nghĩ chắc là mẹ khiêm tốn về con thôi Chứ đời nào lớp 9 rồi mà chả nhớ gì Em vẫn hăng hái bảo Dạ không sao ạ à. Thứ ba tới cho sẽ đến cho em làm một bài kiểm tra Để xem thực lực của em đến đâu cô nha Sau khi nhận được sự đồng ý của gia đình Em hí hưởng lắm Ngay lập tức đi tìm một bài kiểm tra tiếng Anh Và xem qua bài ấy để buổi tới thể hiện cho tốt thú thật đây là lần đầu tiên em đi làm thêm từ trước đến giờ nên em hơi lo lắng hồi hộp đến buổi hẹn em đúng giờ xuất hiện ở nhà thằng nhóc em dạy lúc vào nói chuyện với nó em cảm nhận được thằng nhóc này khá bướng em nghĩ quả này khó để nó nghe lời rồi em hỏi nó em tự nhận xét thế nào về học lực của mình nó lắc đầu bảo với giọng rất bố đời chịu em quên hết rồi sau khi cho nó làm đề em càng thất vọng hơn Thằng nhóc này nó như thể là chưa từng được học tiếng Anh, chứ đừng nói là mất gốc. Những điều cơ bản nhất nó cũng không nắm được. Hết giờ thì em ra trao đổi với mẹ nó. Chính xác hơn là em phải dạy thêm giờ. Mẹ nó chỉ bất lực bảo em. Thôi thì cháu cố gắng dạy em nói giúp cô giúp, chứ cô chú cũng bó tay rồi. Em xem qua thì cũng hơi nản, nhưng vì đã trả phí nhận lớp cho trung tâm nên em vẫn đành phải tiếp tục theo dạy. Em bắt đầu lên lộ trình dạy nó lại từ đầu, với hy vọng sẽ giúp nó thi được lên cấp 3. Nhưng đời đúng là không như mơ, hôm nào dạy nó em cũng phải dạy thêm giờ, hôm thì thêm 15 phút, khi thì 30 phút, thậm chí có hôm tận 3 tiếng mới xong bài, trong khi quy định chỉ 2 tiếng, em dạy thế chứ em có lấy thêm tiền đâu. Đã thế nó chả làm bài về nhà, cũng không nhớ những gì em đã dạy, vừa nói dứt lời hỏi lại nó đã quên, nói là đứa học hành dễ mất tập trung. Đỉnh điểm là có hai lần em đến nơi xong phải về do nó chưa làm bài, chưa học bài thì em dạy được cái gì? Một bài vốn dĩ đã dạy đi dạy lại vài lần nó còn chưa nhớ nữa là Em bất lực cùng với bố mẹ nó luôn Bố nó luôn nhờ em bảo ban nó Thỉnh thoảng nhờ em nói chuyện riêng với nó xem quan điểm của nó thế nào Nó có khúc mắc hay có vấn đề gì khó nói không Chứ nó chả chia sẻ với bố mẹ Tính em thì nóng tính Em chửi nó rất nhiều lần Nói thật thì tuy mất phí dạy nhưng em chả ngán đâu Bố mẹ nó thậm chí còn muốn em mắng nó cơ mà Lạ thay Tuy em mắng chửi nó rất nhiều Nhưng mà khi em hỏi Thế giờ chị bảo bố mẹ đổi gia sư tiếng Anh cho em nha Vì chắc là chị không dạy được em rồi Thằng bé vẫn bảo không Em muốn học chị thôi Em biết bố mẹ nó bất lực Em cũng không nỡ để nó dừng lại ở cấp 2 hay học nghề Vì như thế ảnh hưởng đến tương lai nó quá Nhưng mà em cũng không biết làm thế nào để giúp nó tiến bộ Trong khi nó không học nỗ lực Theo nó được thời gian thì phụ huynh cho em nghĩ Hóa ra thằng cu trốn học mấy tiết trên lớp để đi chơi nét Rồi bị phụ huynh phát hiện Bố nó bảo với em Chắc cô chú tìm phương án khác thôi, chứ ca đà này không thi lên cấp 3 nổi cháu ạ. À. Đến đây thì em cũng hết nói nổi rồi, giúp được gì thì đã giúp rồi. Nhưng thằng bé không chịu học, chỉ thích chơi game. Thôi thì em chỉ giúp đến đấy, còn lại tùy thôi nó vậy. Tôi không phải là đứa thần thánh hóa tình yêu, nhưng cũng không phải là kẻ mất niềm tin và tình cảm. Đối với tôi, tình yêu là một gia vị cuộc sống và tình yêu rất thiêng liêng, nó giúp mình cảm thấy cuộc sống này muôn màu hơn, nhưng bạn tôi lại không nghĩ như thế, tôi không biết là do tôi tầm thường hay là bạn tôi ra vẻ cao thượng nữa. Tôi có một người bạn tên là Hân, chúng tôi không hẳn là bạn thân mà chỉ là bạn chơi thân, tức là hay chơi cùng nhau, hợp cả, biết nhiều thứ về nhau nhưng không phải là bạn thân thôi. Nó là đứa tôn thờ chủ nghĩa độc thân và yêu bản thân việc tôi có người yêu và những vấn đề xoay quanh tình yêu của tôi tôi không tâm sự với nó bởi đơn giản là không cùng tư tưởng nên nói ra cũng như không nó hay bảo với tôi rằng tao luôn yêu cầu bản thân tao phải làm cái gì đó vĩ đại như những người thân của tao tao tôn thờ tri thức và tao muốn chinh phục thế giới bao la rộng lớn ngoài kia tao là đứa yêu thích kiến thức vô hạn và không thể để tình yêu mù quáng kìm hãm tao được Tôi nghe nó nói thế thì cũng chỉ nghe rồi ẩm ừ thôi. Không phải tôi không chuộng tri thức mà chỉ theo dệt những màu hồng của tình ái. Tôi tự nhận bản thân là đứa cuồng tri thức. Thực tế tôi có kiến thức về nhiều lĩnh vực, nhưng tôi cân bằng giữa yêu và những điều khác trong cuộc sống. Tôi muốn yêu và được yêu. Đợt ấy tôi có chút vấn đề với người yêu nên lắm lúc tâm trạng hơi trùm xuống. Nó thấy tôi như thế thì có lên tiếng hỏi thăm, tôi cũng chỉ trả lời qua loa. Ừ thì dạo này hay xích mích với người yêu. Lúc này nó mới bảo, Đấy, thấy chưa? Độc thân như tao có phải sướng không? Chả phải lo nghĩ chuyện yêu đương gì. Chứ như mày à, có người yêu rồi sao? Bây giờ stress vì yêu đương có phải mệt không? Tự mua dây buộc mình làm gì không biết. Còn trẻ thì tập trung vào tri thức, yêu thương, nâng cao giá trị bản thân như tao đi. Tôi nghe thế thì tôi chỉ bảo, thôi bỏ đi, chuyện tao thì tao tự giải quyết được. Vì tôi cảm thấy nếu tôi nói thêm sẽ có mâu thuẫn. Mà tôi đang đau đầu với chuyện yêu đương, không muốn suy nghĩ nhiều về bạn bè nữa không cùng hệ quy chiếu thì nói gì cũng vô ích. Nhưng hình như nó nghĩ tôi im lặng là nó đang nói đúng tim đen của tôi nên càng được đà hơn. Chả hiểu kiểu gì, nhìn mày xem, giờ có khác mấy con gà bông ngoài kia không? Hôm trước tao vừa ngồi nhậu với thằng bạn tao thì con người yêu nó đến, thấy tao ngồi với bạn tao liền khó chịu ra mặt. Gớm, sợ tao giật bồ nó hay gì? Mặc dù vấn đề mày khác với con ấy, nhưng trông mày chả khác gì mấy con bánh bèo kia cả. Xem lại mình đi, tự dưng yêu đương vào rồi rớt cái giá trị. Người yêu mày có xứng đáng gì đâu, nghe đến đây thì tôi chẳng nuốt nổi cái suy nghĩ của nó nữa rồi tôi chỉ nhàn nhạt rồi bảo thôi tao đi trước đây lần sau nói chuyện tiếp ấy thế mà nó vẫn không chịu buông tha chạy theo bảo với tôi mày dại lắm thấy tao nói đúng quá nên là không muốn nói lại chứ gì về chia tay liền đi đến lúc này tôi không nhịn nổi mà quay lại nói với nó thứ nhất ban đầu tao không có ý định than thở gì với mày là mày hỏi nên tao mới nói qua về vấn đề của tao tao cũng bảo là tự tao lo được Thứ hai, chứ không phải là mối tình trước khiến mày tổn thương nên mày không dám đặt niềm tin vào tình yêu à? Có cần tao nhắc lại lúc ấy mày đau khổ như thế nào không? Tình yêu tầm thường hay chính mày quy chụp nó tầm thường? Thứ ba, tao và mày tuy chơi thân nhưng hãy tôn trọng nhau và đừng phán xét gì ở tao. Thứ tư, yêu đương cãi nhau là chuyện bình thường. Tao cãi nhau với người yêu nhưng tao còn chưa xúc phạm gì người yêu tao thì mày có tư cách gì mà nói người yêu tao không xứng đáng? Cuối cùng, mày chưa đủ tuổi để nhận xét vốn tri thức của tao đâu. Đừng ngông cuồng và kiêu ngạo nữa. Bản thân mình chẳng hơ được ai đâu. Xả xong rồi tôi liền bỏ nó đi một mạch luôn để cho nó đứng im như trời trồng phía sau. Sự nhẫn nại của con người cũng có giới hạn. Không phải chơi thân là muốn nói gì thì nói. Đừng lấy cái lý do quan tâm để nói những lời tiêu cực với người khác. Đã stress chuyện yêu đương, chả ăn ủi được câu nào thì thôi. Còn trách với chả móc. Cái này á, à, bè chết bạn gì nữa, sau vụ đấy tôi nghỉ chơi với Hân luôn, đúng là không cùng hệ quy chiếu thì khó chơi với nhau lắm. Người yêu sau hôn mê Nhiều lúc ở trên phim em thấy người ta sau hôn mê xong không nhận ra người khác, quên trước quên sau. Em tưởng chỉ là trên phim mới thế thôi, nhưng ngoài đời thì có như thế thật mọi người ạ. À. Chào mọi người, em là Nhi, có anh người yêu 2 năm là Quân, hôm trước người yêu em phải nhập viện vì nội soi do đau đại tràng. Sau khi hôn mê được 45 phút thì bác sĩ gọi dậy và gọi em là người nhà của anh vào để dìu anh ra. Em vào trong, thấy anh người yêu đang mặc quần bệnh nhân, tay thì cầm quần của mình đang đứng trước phòng thay đồ. Người thì lờ đờ rồi dựa hẳn vào tường, trông rất tội nghiệp. Em thì tưởng anh làm sao chạy đến hỏi, sao rồi? Anh đau ở đâu à? Anh nhìn em nhưng vẫn theo thào hỏi bác sĩ, Người nhà em đâu rồi? Gọi người nhà em đi. Em hết hồn nhìn anh. Em đây, và thay đồ nhé. Nói xong em dìu anh thay đồ, vì trong phòng khá nhiều người và bác sĩ cũng dục vội, nên em chả hỏi được gì nhiều. Người yêu em thì nửa tỉnh nửa mê, lảo đảo vào chỗ thay đổi trượt anh dơ quần lên rồi bảo. Sao nhiều thế này? Em thật sự không có kinh nghiệm gì trong việc chăm người sau nội soi, mà cũng chả biết nội soi có đau hay không. Nhìn anh cứ lờ đầu thế, em lo chết đi được. Em tưởng bị làm sao, em chỉ dám nhẹ nhàng dỗ anh ngồi lên ghế đi, đưa em mặc nhé. Anh ấy lúc này cứ như vừa chơi đá xong vậy, cầm cái quần lót lên rồi lắc lắc trước mặt. Cái gì đây? Em muốn ngã ngửa với anh ấy. Sau đó em dìu anh ấy ngồi xuống ghế bảo, để em thay cho, cởi quần bệnh nhân này ra đã. Vừa nói em vừa cởi cho anh. Nói thật thì lúc ấy ngại có ngại vì em là người yêu chưa quan hệ bao giờ. Nhưng mình không làm thì ai làm cho. Người yêu thì đứng còn trả vững nữa thì nói gì đến chuyện thay đồ. Thế nhưng anh người yêu vẫn to mồm đáp anh tự thay được, yên tâm. Nhưng mà đứng lên thì ngã trước ngã sau, thay được cái gì đâu. Vật vã mãi em mới thay được cái quần cho anh ấy và dìu anh ấy ra ngoài. Đến lúc ra ngoài được rồi, em bảo, anh ngồi tạm ở ghế này rồi em đi lấy đồ ăn nhé. Anh ngồi yêu nhất định không chịu, đòi về cái ghế trước đấy đã ngồi. Ôi cái ghế ấy thì xa mà còn đi trả vững, em dìu ra đấy sợ cả hai ngã ra mất. Nhưng anh ấy vẫn cứng đầu bước đi, đến hàng ghế ở giữa, em đỡ không nổi nữa mới bảo, thôi ngồi tạm ở đây đi nhá. Nói thế mà vẫn không chịu, em bực quá, quát lên, ngồi yên đây. Em quát to đến mức mọi người trong chỗ chờ đều nhìn em, bị em quát thì người yêu em mới chịu ngồi. Dìu được anh ấy ngồi xuống thì em chạy đi lấy áo cho người yêu mặc, lúc quay lại thì anh trách. Sao thấy người yêu ngồi đây mà lại chạy đi đâu, chả ngồi với người yêu gì cả. Xong còn cúi người xuống suýt ngã ra đấy, ở phòng chờ ai cũng nhìn bọn em. Bởi vì hầu như ai ra đều tỉnh táo sau vài phút, nhưng người yêu em thì cứ lờ đờ như người nghiện vừa mới hút cần vậy. Sau đấy là loạt câu hỏi, em gọi anh dậy đúng không? Ờ, sao anh ra đây được? Ai mặc đồ cho anh thế? Bạn đẩy nhá người ta đẩy anh vào phòng riêng, phòng ưu tiên ấy, rồi tiêm nhiều thuốc mê cực. Hỏi và nói rất nhiều, lại còn nói to nữa. Mách em đủ thứ như kiểu vừa bị ấm ức lắm, mà mỗi câu anh ấy đều hỏi đi hỏi lại 4 đến 5 lần, lần nào em cũng kiên nhẫn trả lời nhẹ nhàng, cứ nói rồi lại quên, hầu như là mất ý thức về mọi thứ đến mức mà ai cũng nhìn chằm chằm bọn em bằng ánh mắt hiếu kỳ, em thì ngại chết đi được, đúng là mình không ngại thì người đi cạnh mình sẽ ngại mà. Em đành bảo, ngoan nhé, tối về nhà rồi kể em nghe nha. Rồi sau một hồi dỗ dành thì em dẫn anh ấy ra chỗ thoáng hơn để anh ấy nằm trên chân mình nghỉ ngơi chút. Lát sau cô của anh ấy đến, Cô anh ấy hỏi han này kia thì anh ấy bảo Ai đây? Em đỡ chán bảo Cô của anh mà, cô làm bác sĩ ở đây Rồi lúc đi nhận kết quả và đi lấy thuốc Anh ấy còn không cho cô đỡ cơ Chỉ cho mỗi em chạm vào người Em đành bất lực nhờ cô cầm đồ rồi đỡ anh ấy như một đứa trẻ đi tập tễnh Cô bảo với em Thằng này nó đang phê thuốc ngủ đấy Nó yếu quá, mãi chưa thoát được phải tận 2 tiếng sau thì người yêu em mới tỉnh táo hẳn. Lúc ấy em kể lại mọi chuyện thì bảo, anh như thế á, à? Anh chẳng nhớ gì hết. Em cạn lời, "Ô có khác gì người say không? Đến giờ em mới biết có trường hợp như này ngoài đời thật, bó tay luôn ấy." Lần đầu tiên đi trợ giảng trung tâm tiếng Anh. Chào mọi người, ai cũng có những lần đầu tiên đáng nhớ, em cũng vậy. Em là sinh viên ngành ngôn ngữ Anh và muốn tìm một công việc liên quan đến tiếng Anh để nâng cao kỹ năng của mình. Vừa hay bạn em giới thiệu cho em một công việc trợ giảng ở gần trường cho các bé mầm non và cấp 1. Nghe thế em hào hứng lắm người yêu em cũng cùng ngành với em nên em có rủ bạn ấy đi thử việc cùng. Chiều hôm đấy, hai đứa lon ton đến trung tâm kia với tâm trạng rất vui vẻ. Sau khi hỏi vài câu thì chị quản lý cho bạn em làm quen với công việc trợ giảng này. Bọn em có hai tiết để thử việc ở đây trong ngày hôm ấy, mỗi tiết 45 phút. Tiết đầu tiên bọn em chỉ đứng quan sát chị trợ giảng đã làm lâu ở đấy làm việc như thế nào. Tiết sau chúng em bắt đầu làm việc, làm những việc mà chị kia đã làm. Em và người yêu được chia vào hai lớp khác nhau. Ban đầu em được phân vào lớp 4, năm tiểu học, còn người yêu em thì vào lớp 1, 2. Đầu tiên là đón học sinh. Vì em trợ giảng các bé khá lớn nên bọn nhỏ tự lên được trên lớp học. Còn người yêu em thì khá khó khăn, các bé la hết âm ý, rồi lại nháo nhào như một cái chợ. Mà người yêu em thì không thích tiếng ồn ào lớn như thế. Lúc ấy giáo viên chưa đến và cũng chưa có phòng cho bọn nhỏ học vì phải có phòng riêng để làm bài kiểm tra cho lớp khác nữa. Tụi nhóc lớp 1, 2 phải ngồi ở sảnh chờ vật lộn với chúng nó tầm 15 phút thì người yêu em cầu cứu em, bảo em xuống trong non bọn nhỏ chứ người yêu em không quản nổi. Em vừa mới xuống đã thấy đống hỗn loạn, bọn nhỏ thấy em liền, "Cô ơi, cô là ai ạ?" À? Em nhẹ nhàng bảo, "Cô là trợ giảng mới của trung tâm." Bọn nhỏ tranh nhau hỏi tiếp, "Cô ơi, chú kia bao nhiêu tuổi ạ? À? Cô ơi, chú kia có người yêu chưa?" Em đành bất lực trả lời, "Chú kia lớn tuổi rồi, chú chưa có người yêu, thế có ai muốn làm người yêu chú à?" Em treo thế, cái con bé hỏi câu đấy quay ngoắt đi, "Không ạ." À? chú ấy già lắm em đỡ chán nhìn bọn nhỏ lại có một con bé khác đến hỏi cô ơi cô có em bé với chú chưa nghe câu này mà em giật cả mình mấy chị tiếp tân cũng nhìn em rồi cười em chỉ biết cười gượng sao con hỏi thế con bé ngây thơ đáp thì tại mẹ con cũng có em bé ôi trời đúng là cái lứa tuổi thơ ngây này toàn hỏi những câu mà người lớn trải biết trả lời như thế nào cho phải sau một hồi vật vã thì chúng nó cũng chịu ngồi vẽ trong lúc chờ phòng thế nhưng sự ổn định chỉ kéo dài được một lúc Bọn chúng lại hết âm ý lên, tranh nhau trước lớp trưởng. Em đảnh bảo, bây giờ chúng mình có bốn bàn đúng không? Thế mỗi bàn sẽ có một lớp trưởng nhé, các con có đồng ý không nào? May mắn là bạn nhỏ đều đồng thanh bảo có, sau đấy là một loạt nhức đầu khác. Cô ơi, lớp trưởng bàn một không cho con dùng màu kẻ. Cô ơi, bàn kia vẽ lên bài của con. Cô ơi, con không có màu đỏ. Cô ơi, chỗ này con tô màu gì? Cô ơi, con khát nước quá. Ôi từ từ các con ơi, cô chỉ có một mình còn các con có tận chục người lận. Em thầm oán thán trong lòng Em đến đây là để trợ giảng môn tiếng Anh cơ mà Sao Thành đi trông trẻ thế này Thế rồi một mình em phải nói to hơn giọng của bọn nhỏ hết Một mình em phải quản lý bọn nhóc này Em phục chị kia thật sự Một mình mà quản lý được cả đám nheo nhóc này Lại còn làm lâu nữa chứ Người yêu em thì khá khẩm hơn, bọn nhỏ học rất ngoan, chỉ có một vài bạn là cá tính mạnh, hơi hỗn chút, còn lại đều ổn. Nhưng lớp người yêu em trợ giảng thì hôm nay có kiểm tra, nên công việc của người yêu em cũng kết thúc sớm. Thế là lại lon ton xuống phụ em trông mấy đứa bé lớp 1-2 kia. Sau khoảng một tiếng thì đã có lớp cho bọn nhóc vào học, chị quản lý cũng gọi bạn em vào trao đổi nên bọn em thoát được đám nhỏ ấy. Ôi mệt dã rời, trong một đứa trẻ đã mệt, đằng này lại là một cả chục đứa. Đến lúc về, bọn em đi bộ về, vì sinh viên mà lúc ấy tiếc tiền bắt xe lại cũng khá gần, tầm 3 km nên chịu khó đi bộ thôi. Xe buýt hết lửa rồi, xe riêng thì bọn em chưa có. Về đến nơi mỏi dã rồi, chúng em thở pha một cái. Vì con đường về rất vắng, tuy sợ nhưng vẫn cầu trời khấn Phật mà về. Về được an toàn thì đúng là tổ tiên phù hộ lớn. Kết thúc một ngày mệt mỏi, bọn em quyết định không làm ở đấy. Vì lương khá bèo và công việc không như bọn em mong muốn, trải nghiệm lần đầu hơi tệ. Người yêu cũ chửi tôi là mặt dày, mê trai. Chào mọi người, tôi là nữ và là bisexual. Hay được hiểu là có thể có tình cảm với cả nam lẫn nữ. Trước đây tôi có một em người yêu thua tôi 2 tuổi. Chúng tôi chia tay cũng được một thời gian rồi nhưng mà gần đây tôi biết được trong thời gian qua em ấy luôn sân si để sống riêng tư của tôi và nói xấu tôi trên mọi mặt trận. Chúng tôi quen nhau một cách rất tình cờ. Lúc quen em tôi biết em đang crush một người con gái khác. Sau một thời gian dây dưa thì chúng tôi nhận ra bản thân có tình cảm với đối phương và quyết định cho nhau cơ hội để tiến xa hơn. Lúc ấy tôi đã cẩn thận hỏi em, vậy em có còn tình cảm với Chris không? Em trả lời tôi rằng, có lẽ đấy không hẳn là tình yêu mà chỉ là tình thân, em xem chị ấy như người nhà của mình. Tôi hơi lăn tăn về câu trả lời của em, nhưng tự trấn an bản thân là em vẫn có tình cảm với mình. Rốt cuộc thì tôi và em cũng thành một đôi. Sau hơn một tháng yêu nhau thì chúng tôi quyết định dừng lại em là người chủ động nói lời chia tay tôi đồng ý không níu kéo vì tôi cảm thấy em chỉ hứng thú với tôi chứ không hẳn là có tình cảm với tôi chia tay xong vài ngày sau em liền công khai người yêu mới hai người họ còn đăng bài hẹn hò với nhau để thời gian là từ trước khi tôi và em yêu nhau cùng dòng trạng thái theo đuổi được mấy tháng thì cũng rước được đàng về dinh tôi lúc này cảm thấy buồn cười hóa ra là tôi bị cắm sừng ngầm như thế đảo sao lại luôn lạnh nhạt với tôi ngay từ đầu tôi cũng là kẻ mua vui cho cô ấy xem như người nhà cơ à người nhà này lạ quá nhưng cái tính tôi trước giờ luôn nhìn được những mặt tốt của người khác và đánh giá không hẳn là cao thượng và bao dung tôi chỉ muốn đầu óc mình thanh thản hôm em công khai người yêu em có nhắn với tôi là chúng ta làm bạn được không tôi đồng ý và cũng chúc em hạnh phúc khi biết em làm như thế với tôi tôi chẳng còn tình cảm với em nữa tôi làm thế vì muốn thêm bạn bớt thù thôi chúng tôi sau này thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm nhau chứ không nói chuyện gì nhiều sau một thời gian tôi nhận ra em hủy kết bạn facebook với tôi tôi hơi thắc mắc nhưng cũng không hỏi em lý do giờ em có người yêu rồi mà tôi không làm phiền chuyện của chúng tôi cứ thế rơi vào trong dĩ vãng tôi tưởng cứ thế là xong nhưng gần đây tôi được một người bạn cáp và gửi tin nhắn của cô ấy khi cô ấy nói chuyện trong nhóm chung nội dung đại khái là ủa chị diệp vẫn mê trai à người yêu cũ mày à Ờ, chị ta chứ ai? Mặt dày mãi mãi là mặt dày. Tôi đọc đến đây thì sốc thật sự. Tôi không hiểu mình làm cái gì mà để người yêu cũ đó như thế. Tai mắt tôi rất nhiều, tôi không thích sân si nhưng cũng không có nghĩa là tôi không biết chuyện gì. Nói xấu tôi là dở rồi. Tôi nhắn tin hỏi người yêu cũ về những tin nhắn ấy. Cô ấy liền bảo, em xin lỗi lúc ấy em hiểu nhầm chút. Em tưởng chị còn tình cảm với người yêu cũ lúc còn quen em vì những bài viết chị đang hướng về họ sau khi chúng ta chia tay. Tôi nghe đến đây thì cũng hiểu, tôi hay đăng linh tinh này kia chứ không phải hướng đến ai Mà tôi luôn nói tốt về người yêu cũ Kể cả cô ấy chứ không riêng gì ai Tôi liền bảo Thứ nhất, cô có người yêu sau vài ngày chia tay với dòng trạng thái là đã theo đuổi từ rất lâu. Tôi không hề thái độ gì với cô về chuyện đấy. Ngược lại, tôi còn rất vui vẻ và yêu cầu làm bạn của cô. Thử hỏi ai mới là mặt dày đây? Thứ hai, tôi không nhắc riêng ai. Cô tự sân si rồi tự suy đoán và tự xúc phạm người khác như thế ai mới là mặt dày? Thứ ba, tôi yêu cả gái lẫn trai, trước cô có biết rồi, vậy sau này tôi yêu trai thì cũng bình thường, cô lại đi nói tôi mê trai. Thế cô thích mỗi gái thì được nhỉ? Đừng có tiêu chuẩn kép như thế, tôi không muốn nói gì khó nghe với cô. Tôi chỉ yêu cầu cô đăng bài đính chính và xin lỗi tôi để người khác không hiểu lầm. Đây là sự dịu dàng cuối cùng mà tôi dành cho cô. Chào cô. Nói xong, tôi chặn cô ấy luôn. Thật sự không muốn dây dưa với một kẻ như thế, bản thân không tốt đẹp gì nhưng lúc nào cũng đi sân si người cũ rồi tự suy diễn. Trước đây lúc còn quen tôi đã có một chuyện tương tự và chính tôi đi thu dọn chuyện ấy, bây giờ cô ấy vẫn ngựa quen đường cũ như thế, đúng là thất vọng. Chào mọi người, hôm nay mình xin kể câu chuyện của gia đình mình ạ. À. Mình lớn lên trong một gia đình không giống những gia đình ngoài kia, mình là con nuôi và không có mẹ, chỉ có hai ông bố suốt ngày phát cơm chó cho mình thôi mọi người ạ. À. À, đây là chuyện tình về cộng đồng LGBT nên có thể sẽ có bạn thích có bạn không, nhưng mình mong các bạn không thích có thể không xem. Mình chia sẻ lên đây chỉ với mục đích giúp các bạn đã và đang trong cộng đồng có thêm niềm tin để come out với gia đình, để có được sự ủng hộ của mọi người thôi. Bố lớn của mình là người Úc nên bây giờ mình đang sống bên Úc. Hiện tại mình đã bước qua tuổi 23 và phát hiện bản thân không thể thích con gái mọi người ơi hai bố cứ hỏi mình khi nào dắt bạn gái về xem thế nào, mình đành come out, mình là thẳng và yêu con trai mọi người ạ. À. Thề với mọi người là lúc đó nhìn mặt hai bố của mình hề lắm luôn á. Bố nhỏ nói là thế là mày phải đẻ con hả? Sao mà sống với hai bố mà mày lại thẳng vậy? Lúc đó mình cười không ngớt được mồm luôn mọi người. Mình thì cũng sợ đâu cộng với việc hai bố cũng không muốn mình phải đẻ con, nên mình đã rõ ràng với bạn trai là. Nếu mà muốn yêu mình thì phải chấp nhận hai bố của mình và chấp nhận không đẻ con. Và anh ấy đồng ý mọi người à. Sau 4 năm yêu nhau thì mình dắt chồng mình về ra mắt. Hai bố của mình cứ răng đe chồng mình coi mà mắc cười lắm luôn á. Cứ trêu chồng mình có thích chơi BD này kia không. Nói hổng khoe chứ bố lớn cuồng bố nhỏ mình lắm mọi người. Lúc nào đi đâu mà không có bố nhỏ đi theo á. Thì y như rằng tầm 15-20 phút sau lại gọi điện hỏi thăm bố nhỏ thôi. Về cũng có quà một đống cho bố nhỏ nữa kìa mình cũng có nhưng không phải là một đống. Việc nhà thì bố lớn thuê người giúp việc chứ không để cho tay vợ yêu của mình đụng vào. Suốt ngày cứ vợ yêu hôn anh một cái đi, không thì tối nay vợ yêu có thương chồng không? Ai nghe cũng ngượng chứ mình thấy quen rồi mọi người. Mình như là người dưng, nhận nuôi mình cho giống gia đình hơn thôi ý. Nhiều lúc tuổi thân không muốn nói luôn. Đoạn này hơi nhạy cảm nha. Đề nghị các cháu bé tuổi dưới 16 tắt âm lượng hoặc là bịt tai lại không được nghe nha. Bố nhỏ mình nó mê ngực lắm mọi người. Mình nghe nói là bố lớn phải tập thể dục để có cơ ngực cuồn cuộn để tán vợ thì bố nhỏ mới chịu chú ý đó. Bây giờ bố lớn cũng có tập thường xuyên, cộng thêm chiều cao 1m9 nên nhìn ngon lắm mọi người. Bố nhỏ thì 1m7 thôi nên nhìn hai bố đứng cạnh nhau cứ hề hề mà cứ te kiểu gì á. Được cái là bố nhỏ trước là thích sờ ngực, cơ bụng bố lớn nha. Hồi nhỏ thì hay thấy bố lớn đỏ tai, chưa giờ thấy vợ sợ nhiều nên chắc bố lớn chuyển qua cảm giác hưởng thụ rồi mọi người ạ. À. Vì bố lớn có cơn ngực đẹp nên là đi ra đường có cô gái toàn nhìn trộm nên nhiều khi bố nhỏ cứ lấy cái áo ra che lại mắc cười lắm. Mình nghe hai bố kể về lần đầu ra mắt gia đình thì gia đình bố nhỏ đều phản đối kịch liệt còn định ép bố nhỏ cưới vợ sinh con nữa. Nhưng mà lúc đó bố lớn đã phải ra sức thuyết phục này nỉ hai tháng liền thì gia đình bố nhỏ mới chịu chấp nhận thấy hai bố yêu nhau như vậy mình cũng hạnh phúc lắm. Mình ước mình cũng sẽ có được tình yêu tuyệt vời như hai bố. Thôi mình kể đến đây thôi, để dịp khác có thời gian mình sẽ kể thêm cho mọi người nghe nha. Cảm ơn mọi người và chúc các bạn sẽ tìm được tình yêu đích thực của đời mình. Chào mọi người, em là Linh, năm nay vừa tròn 22 tuổi. Hôm nay em muốn chia sẻ cho mọi người về câu chuyện bị người yêu cắm cho quả sừng rất dài của em. Em và người yêu em quen nhau được 3 năm, từ lúc em vừa tròn 18 tuổi. Anh ấy tên là Tuấn, nhỏ nên một tuổi, ngoại hình thì khỏi bàn, đẹp trai, cao 1m8, nhà giàu, à không phải gọi là rất giàu. Gia đình anh ấy là chủ của một chuỗi nhà hàng khách sạn nên phải gọi là công tử bột. Thế nhưng trong 3 năm yêu nhau, em chưa hề đòi hỏi anh ấy bất cứ thứ gì, giá trị ngoài những lần hẹn hò dạo phố đi chơi bình thường. 3 năm trước, lúc em vừa quen anh ấy là lúc anh vừa chia tay người yêu. Mối tình năm 17 tuổi của anh, cô ấy tên là Ngọc và là bạn cùng lớp của anh ấy. Nghe ngóng đôi chút thì hai người yêu nhau rất tình cảm, bên nhau từ lúc còn nhỏ, năm lớp 7 cho tới khi gần ra trường, Ngọc và anh chia tay vào một ngày mà em không rõ lý do. Biết được điều ấy, khi yêu em cũng rất ngại về việc nhắc về người yêu cũ trước mặt anh ấy, nhưng anh ấy thì không mọi người ạ. Lúc làm việc gì hay như thế nào, câu cửa miệng của anh ấy cũng là xưa người yêu cũ của anh cũng thế, hoặc là em và người yêu cũ của anh giống nhau nhỏ. Đôi lúc mình có hơi chạnh lòng và nghĩ rằng có lẽ cái bóng của mối tình 17 tuổi quá lớn nên anh ấy chưa thể quên hết được. Thế là ba năm yêu nhau trôi qua trong đôi lần tủi thân và nước mắt. Nhưng vì yêu anh ấy nên em chọn ở lại. Câu chuyện sẽ không sao nếu gần đây em phát hiện ra một chuyện ộc trời. Dạo gần đây em thấy người yêu em có hơi lạ. Mượn máy anh thì thấy anh đã follow lại Insta của Ngọc. Giác quan thứ sáu của phụ nữ mách bảo em rằng chắc chắn chuyện này không đơn giản như vậy. Vậy là em đã lập luôn một cao clone chỉ để follow Ngọc. Insta Ngọc cũng chỉ là những buổi cà phê tụ họp với bạn bè, nhưng ở mục highlight lại có một mục riêng chỉ vỏn vẹn ba bức ảnh. Một bức được đăng vào khoảng 4 năm trước là hai người nắm tay. Vì khoảng thời gian đó người yêu em và Ngọc chưa chia tay nên em nghĩ liền. Đó là tin nhắn em. Một bức là ảnh chụp hai ly cà phê cách đây một tuần về caption. Cảm ơn anh đã quay về và cho em hạnh phúc lần nữa. Bước còn lại là Ngọc đứng giữa biển cười rất tươi vào khoảng hai ngày trước Vãi cả lùn mọi người ạ Thằng chó ấy nó quay lại với con Ngọc thật ạ Đến lúc này em cũng chẳng còn yêu đương hay gì hết Bởi hai ngày trước đó cũng xin em đi biển với hội bạn nó Em còn phát hiện còn có cả con bạn thân nó đi cùng Con ấy nó cũng không ưa gì em Suốt ngày bịa chuyện nói này nói nọ Chia sẻ tình cảm của bọn em Nhưng em thì đâu có quan tâm Và rồi ba chúng nó đã kết hợp cắm cho em quả sừng dài 3 mét Em đã hẹn gặp con nhỏ Ngọc và nói chuyện Đầu em rất nhẹ nhàng hỏi Han sao nó lại biết Tuấn có người yêu rồi mà vẫn quay lại Nó vênh cái mặt lên Nên là em và con bạn thân tiễn nó về trời luôn Ngồi giữa quán cà phê mà nó bị tạt nguyên ly sô-cô-la nóng vào mặt Rồi được ăn ba cú bớp thần trưởng của con bạn em trông rất đau Còn về thằng bố em Em chia tay thẳng luôn mọi người ạ à. Nó cũng van xin nài nỉ quay lại Nhưng thôi em không muốn thêm cặp sừng nữa ạ à. Nhân đây thì ta muốn gửi đến ba đứa chúng mày câu Sống trên đời đừng hãn nha các bạn, đừng để ta gặp lại chúng mày trên đường. Bố ta là ai thì chúng mày cũng biết rồi đấy. Mong ba đứa chúng nó nghe được bài này thì tự ăn năn sám hối nhá. Tiễn vong. Xin chào mọi người trên page Tâm hồn ăn uống ạ. À. Em xin được phép giấu tên. Có ai từng tò mò muốn nghe về chuyện tình yêu của bố mẹ và ông bà mình không ạ? À? Chắc là cũng có ha. Thế nên hôm nay em xin phép được kể về chuyện tình của bố mẹ em. Chuyện là hôm em đi mua đồ dùng học tập cùng với mẹ để mai khai giảng, thì trên đường đi em có tò mò là làm sao mà bố mẹ em có thể quen nhau, trong khi hai người cách nhau tận 9 năm tuổi. Em hỏi là, mẹ ơi, sao mà bố mẹ quen nhau được vậy hả? Vừa dứt câu thì mẹ bảo, em trẻ con, em nghe làm gì? Tỏ vẻ không muốn kể, xong cái mặt ngượng ngượng á. Thế rồi vì lòng đam mê hống hớt, nên em năn nỉ mẹ mãi thì mẹ cũng kể. Mẹ em kể là hồi xưa lúc mẹ em học cấp 3, mẹ và hai người bạn của mẹ được gọi là hoa khôi của trường Chu Văn An trên Hà Nội. Một hôm mẹ em được bạn rủ lên nhà chơi, cái nhà đó kiểu như mấy khu tập thể kiểu như sớm ngõ, à. thì đúng hôm đó bố em vừa đi quân đội 3 năm về thì gặp được mẹ em. Lúc đó trên trời bỗng nhiên có một tiếng sét ở trên trời đánh trúng bố em. đúng rồi đó mọi người. bố em liền trúng tiếng sét ái tình, kiểu như yêu từ cái nhìn đầu tiên á. lập tức bố em gọi bạn học cùng lớp với mẹ em mà bạn mẹ thì thích bạn của anh bố nên hai người hợp tác cho nhau thông tin của người kia. Sau khi có được tên địa chỉ số nhà thì ngày nào bố em cũng đứng trước cửa nhà, tại vì như em kể ở trên thì mẹ em là hot girl của trường cũng như của xóm làng nên mẹ em rất nhiều người sang nhà tán. Bố em cứ thấy ai đến nhà tán mẹ em là y như rằng bảo mẹ em là người yêu của bố hay ai mà có ý định nhăm nhe đến tán mẹ em là bố em đuổi đánh về, kiểu để có được nàng sẵn sàng đổ máu ấy mọi người. Cứ thế ngày qua ngày, bố cứ bám theo mẹ em, nhưng mẹ em không có bất kỳ tình cảm nào với bố, thậm chí còn ghét bố em cơ. Tại vì quest của mẹ em đến chơi là bố cứ đuổi về, cho tới lúc bà ngoại em mở quán nước, khi nào chuẩn bị dọn quán là bố em lại ra giúp dọn đồ các kiểu, Xong rồi lại còn giới thiệu bạn bè lôi kéo mọi người vào quán cho đông khách để lấy lòng bà em. Ngày nào cũng thế, nên mẹ em dần có tình cảm với bố. Hai người yêu nhau được 8-9 năm thì cưới và đẻ ra ba chị em nhà em. Hiện tại em và con bé em nhà em vẫn phải ăn cơm chó đều đều từ hai vị phụ huynh này. Kể từ hôm bố em ốm còn phát nhiều hơn là đằng khác nữa. Đợt bố em ốm, ốm nhẹ thôi, nhưng mà bố em nhõng nhẽo lắm luôn á. Toàn đòi mẹ em bón cháo mới chịu ăn. Bà ăn xong phải thơm má, thơm đủ hai bên má xong thơm môi. Lúc uống thuốc thì thuốc chẳng đắng, mà bố em cứ nhắm tịt mắt lại, kêu đắng quá đắng quá, nhờ mẹ em cấp cứu bằng một nụ hôn ngọt ngào để làm dịu đi vị đắng của thuốc. Xong rồi á, bố em còn bảo là nếu mà bố em không qua khỏi thì muốn mẹ em không được lấy chồng khác, vì bố em chỉ yêu mỗi mẹ em thôi. Em nghe mà da gà, da vịt nổi hết sạch lên luôn. Dường như sự có mặt của ba chị em em cũng không làm bố với mẹ bớt sến sẩm mọi người thôi em không kể nữa kẻ bố em mà nghe được thì lại bắt em kể thêm cho mọi người nghe đó nếu mọi người muốn nghe thêm về quá trình bố em tìm được con chuột thì like bài điên đảo lên nha em hứa sẽ kể thêm ạ à.